Là chúng ta tiếp tục nha các bạn nhé. Ở trên cái hình này thì các bạn sẽ đoán gì này? Hồi nãy thì tôi có nhận được một số các bạn nghi là chẩn đoán tràng khí ha, tràng khí màng phổi. Cái này là cái gì các bạn? Có đường đường là ngang ngang rồi là cái gì? Các bạn thấy cái đường là ngang ngang này không? Là cái gì? Thì các bạn thấy là trên cái phim đó ha, trên cái phim nó sẽ có rất là nhiều cái lỗi kỹ thuật ha. Ví dụ đây là các cái lỗi kỹ thuật này, thì ở đây là cái những có thể là do cái phần của phim, hoặc là thậm chí là có thể là những cái dụng cụ cố định bệnh nhân bên phía ngoài ha, những dụng cụ giả sử như giữ bệnh nhân chẳng hạn. Tôi thấy cái này giống giống như là một cái băng ngang bệnh nhân, mình chưa lý giải được là gì, nhưng mà ở đây mình sẽ nhìn thấy cái chính vì những cái cấu trúc này mà làm cho cái thống tim của mình nó có chỗ trắng và chỗ đen, và chỗ đen này là do cái số kỹ thuật chứ không phải là do tổn thương ha, hoặc là chỗ trắng này cũng vậy. Như vậy thì chúng ta cũng nên quan sát những cái đó để chúng ta loại trừ những tố kỹ thuật, để khi chúng ta đọc phim X-quang, đặc biệt là X-quang phổi ha. Rồi, các bạn để ý kỹ chút xíu đó, thì ở đây thì mình sẽ thấy là có cái đây gãy xương đòn ha, gãy xương đòn một bên ngoài đây ha, xương đòn bên trái ha. Rồi, tổn thương gãy một bên ngoài xương đòn trái, thì các bạn lưu ý là khi thấy gãy xương đòn bên trái đó thì các bạn sẽ quan sát liền các cái tổn thương tiếp theo. Dù thấy gãy xương có nghĩa đây là một cái chấn thương, thì mình sẽ xem tiếp theo coi có gãy xương sườn hay không. Đây có gãy xương sườn hay không đó, thì mình sẽ xem tiếp những vị trí này có gãy xương sườn hay không. Rồi. Và nếu các bạn nhìn kỹ chút xíu thì trên đây là bạn thấy ngoài cái chuyện gãy xương sườn, nhưng mà mình có một cái bóng mờ ở đây nha. Rồi mình thấy một bóng mờ đây nè, các bạn có thấy không? Nó một cái bóng mờ ở đây ha. Rồi, nằm ở phía ngoại vi phía trường ở bên bên trái ha. Đây là tư thế nằm ha. Rồi gãy xương đòn trái, bóng ngoài cùng dưới phổi trái, chụp ảnh xương sườn số mấy đó mình sẽ đếm vào và đi chụp CT chụp đánh giá cái này ha. Mấy cái này giới thiệu các bạn để chi khi chúng ta nhìn vào một cái phim đó, thì việc chúng ta đọc là phải đọc hết. Thứ hai là chúng ta loại trừ các yếu tố kỹ thuật, yếu tố mà có thể gây ra chúng ta chẩn đoán nhầm lẫn ha. Và đặc biệt là cái vùng thượng đòn, cái vùng xương đòn này đôi khi chúng ta cũng dễ bỏ sót ha. Nhưng mà chúng ta nhìn trên phim có thể chúng ta nói bình thường, nhưng mà xương đòn này nó gãy mất rồi. Thành ra lưu ý chúng ta phải nhìn hết. Cái một cái nữa là những cái bóng mờ như thế này thì các bạn phải quan sát cho kỹ kỹ ha. Và phải quan sát cho kỹ kỹ thì bạn mới thấy được. Nếu bạn nào mà lúc nãy giờ nhìn phim mà chưa đọc ra được những tổn thương đó, thì các bạn rèn cái mắt mình để đọc lại cho thông quen ha. Ít nhất là trong cái buổi hôm nay đó, nếu các bạn không biết nó là tổn thương gì, nhưng mà bạn có thể nhìn ra được tổn thương mà trên 80% là đạt yêu cầu. Còn nếu dưới hơn đó, dưới hơn thì các bạn sẽ phải luyện thêm mắt để quan sát đọc cho nhiều lên ha. Đây là một cái phim của bé ha. Hình như có vẻ như gần gần cuối các bạn có vẻ mệt rồi đúng không? Hình như các bạn còn không có còn hào hứng tham gia nữa, có vẻ hơi mệt. Mình còn một vài ca nữa thôi thì mình sẽ kết thúc ha. Okay. Cái này thì mình cũng giống như cái hồi nãy thôi các bạn nhé, thì chúng ta cũng lưu ý là
Trên cái phim này thì bạn có thể thấy đây, ha, có những cái tổn thương này bạn thấy không? Đây, đây là các cái tổn thương dạng gãy cũ nữa nè nha. Nhưng mà cũng lưu ý là cũng đừng chẩn đoán nhầm với một cái đây nè. Ha. Chúng ta đừng chẩn đoán nhầm với u xương sườn nha. Cái này bạn chỉ cần bạn hỏi, bạn thấy cái tổn thương kiểu này bạn hỏi bệnh nhân thôi, hỏi người nhà thì người ta sẽ biết ngay. Ha. Đây là các tổn thương dạng u xương, cái xin lỗi, tổn thương dạng gãy cũ nha. Đây có cái gãy cũ xương sườn, nên các bạn cũng có thể xem để mình biết cái gãy cũ như thế nào ha. Rồi cái ca này thì mình thấy là các bạn sẽ thấy ha, chúng ta sẽ có cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu khá là quan trọng, đó là mình thấy cái vòng hoành liên tục. Bạn thấy bình thường đó thì bóng tim nó nằm đè bên vòng hoành và do nó có dấu hiệu silhouette, có nghĩa là chúng ta có bóng tim nó đè vòng hoành, thành ra bóng tim nó sẽ xóa cái cấu trúc của vòng hoành đi, thành ra mình sẽ có cái tường vòng hoành nó sẽ không có liên tục ha. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ mất dấu hiệu silhouette trong trường hợp này, và mình có các cái bóng sáng nằm ở rải rác quanh các cái vị trí của trục thất này ha. Mà các bạn nhìn kỹ thì cái phần thượng đòn, phần thượng đòn đây mình thấy ha. Phần thượng đòn thì nó cũng có các cái, đây đây mình thấy sẽ có cái phần của khí ở mô mềm ha, mình thấy phần khí của mô mềm. À, như vậy thì mình có cái dấu hiệu mà cũng khá đặc hiệu của trong cái tràng khí trung thất, đó chính là cái dấu hiệu vòng hoành liên tục. Thì do là tràng khí trung thất, thành ra phần khí nó sẽ nằm xen kẽ giữa cái tim và cái vòng hoành, do đó nó sẽ làm cho cái vòng hoành nó sẽ rõ hơn. À, như vậy nó sẽ làm mất cái dấu hiệu silhouette đi, bởi vì lúc này tim của vòng hoành nó không có còn sát nhau nữa, nó bị cắt nhau với một lớp khí ha. Rồi. Và tương tự những cấu trúc còn lại trong cái bờ tim này thì sẽ có cái lớp khí nó nằm xen giữa và nó làm cho cái đường nó sắc nét hơn. Vòng hoành liên tục ha, vùng căng sáng quanh bờ tim này màu xanh và quanh khu vực trụ và rải rác dùng mô mềm bên thượng đòn, và chúng ta có này có tràng khí luôn cái dưới da luôn ha. Mô mềm ha. Chúng ta sẽ đoán tràng khí trung thất và tràng khí dưới da vùng thượng đòn. Chúng ta nhớ là cái dấu hiệu vòng hoành liên tục. Như vậy thì thông qua 20 ca này thì cũng giới thiệu cho các bạn một cái nhìn cơ bản thôi, xin nhắc lại là cũng không dám là cung cấp cho các bạn để sau khi mình đọc hết những cái bài này thì mình có thể mình chẩn đoán được hết, nhưng mà cũng sẽ cung cấp cho bạn một số cái khái niệm cơ bản ha. Nếu các bạn thấy có gì chúng ta cần góp ý thêm thì các bạn cứ góp ý thêm về cho bác sĩ Phước nha. Thì cái kết thúc cái phần hôm nay thì chúng ta có thứ nhất mình sẽ trong cái x-quang phổi thực chất nó là khó. Ngay từ những cái buổi đầu mình có nói với bạn đó, cái điểm hay của x-quang và tôi thấy cái điểm mà rất là đẹp của x-quang đó chính là x-quang phổi ha. Và chúng ta nhớ là trong cái quang phổi là nó tập trung tất cả những cái gì tinh túy nhất của X quang là nó nằm trong cái quang phổi, thành ra nó tương đối khó. Nhưng mà nếu chúng ta có biết cách phân tích thì chúng ta cũng có thể đưa ra những cái chẩn đoán của riêng mình ha. Và tôi nghĩ là trong những cái buổi vừa rồi thì các bạn cũng có những cái khái niệm để chúng ta có thể chẩn đoán được, và cái việc kết hợp lâm sàng để đưa ra chẩn đoán phù hợp thì là cái chuyện phải cần trong cái quang phổi, đặc biệt là chúng ta phải kết hợp thêm các cái yếu tố ví dụ như là cấp hay là mạn tính. Chúng ta nhớ trong cái quang phổi là chuyện cấp hay mạn, hoặc là các triệu chứng bệnh nhân có bây giờ như thế nào thì cũng rất quan trọng ha, và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác và giải phẫu bệnh và trong trường hợp có u để chẩn đoán ha, và cái những chẩn đoán hình ảnh khác đặc biệt là CT. À, trong cái CT thì sau này chúng ta sẽ học thêm một cái mảng là CT và một vài bài CT phổi, thì mình sẽ thấy là những cái hình X-quang như thế nào thì trên CT nó sẽ còn rõ hơn rất là nhiều lần. Thì để kết thúc cái phần nội dung hôm nay đó thì tôi giới thiệu với các bạn một cái ca này nè. Bạn thấy cái tổn thương này nè, thì bạn nghĩ bạn chọn cái gì đây? Đây, các bạn tham gia cái ca cuối cùng nha. Tham gia cái ca cuối cùng trong cái chuyên đề X-quang phổi. Rồi các bạn sử dụng cái phương án là
nó sử dụng cái phần bản chat các bạn, tôi đưa các bạn cái bản chat để các bạn có ha. À, thứ nhất chúng ta sẽ mô tả cái này là tổn thương dạng gì các bạn. À, các bạn bây giờ các bạn nào ở đây tôi thấy các bạn là phần lớn chọn là di căn đúng không? Như vậy thì các bạn sẽ mô tả cái này như thế nào mà bạn nghĩ là di căn? Để thấy là các bạn chọn di căn hết. Rồi, tổn thương nốt to nhỏ không đều ha. Rồi, còn gì nữa không? Nốt được rầy xe lửa. Ok, thì các bạn đọc là cũng khá tốt đó ha. Cái này là một cái dạng tổn thương nốt trong cái di căn của cái ung thư của tuyến giáp ha. À, cái tuyến giáp. Thì bạn xem lại cái nốt cái bên này nè. Mà xem bên đây. Mà xem cái hình bên này nè, các bạn nghĩ chẩn đoán này gì? Để chúng ta hình bên này nè, bạn chứng đoán bên đây là gì? Như vậy bên này có nốt to nhỏ không đều không? À, như vậy chúng ta thấy là sự khác biệt nhau giữa hai cái này là cái gì các bạn? Rồi, ok. Mình muốn kết thúc cái bài phần X quang phổi để cho các bạn thấy là trong các cái tổn thương đó thì mình thấy là ở đây giống như bạn mô tả được cái nốt, đúng là tổn thương nốt to nhỏ không đều, nó đặc trưng của ung thư di căn ha. Nhưng mà ở đây mình nhìn thấy đây là một cái tổn thương lao kê nè, nếu mình nhìn kỹ kỹ nó cũng, nếu mà gọi mà nó đều đặn hết thì nó cho có lẽ nó cũng không có đều đặn hết đâu, nhưng mà nó cũng cái nốt cũng khá khá giống đó ha. Nhưng mà đây là tổn thương lao kê, như vậy mình sẽ thấy cái sự khác biệt giữa cái một trong những điểm khác biệt mà mình có nói với các bạn là rất quan trọng cho khi chúng ta đọc quan phổi đó, là chúng ta đánh giá cái sự phân bố ha. Thì trong cái tổn thương ung thư đó di căn thì phần lớn nó là phân bố, nó là phân bố thường tập trung ở vùng đáy ha. Còn trong tổn thương của lao phổi thì nó sẽ tổn thương là gần như là nó đầy đủ hết, và chúng ta nhớ là lao thì thường là ưu thế vùng đỉnh ha, mà thường trong cái lao kê thì nó là phân bố ngẫu nhiên hết và nó đầy đủ hết, không có ưu thế ở vùng nào hơn so với vùng kia. Tuy nhiên là trong đó với tổn thương di căn thì nó sẽ ưu thế nằm vùng đáy, thì mình sẽ thấy đây tổn thương ưu thế của nó nằm vùng đáy rất là nhiều ha. Đó thì như vậy thì tất nhiên là ngoài cái chuyện là chúng ta đánh giá như vậy thì chúng ta nhớ là cái tổn thương dạng gì nó chỉ là một phần trong cái đánh giá ha. Nghĩa là tổn thương nốt, nghĩa là tổn thương mờ, nghĩa là tổn thương khối, hay là tổn thương hang, đó là những cái dạng tổn thương thôi, và chúng ta nhớ vị trí của nó là cũng là một cái đánh giá quan trọng, và tất nhiên chúng ta sẽ kết hợp thêm lâm sàng và tiền sử ha, để chúng ta đánh giá những cái tổn thương cho tốt. Và hy vọng là qua những cái chuyên đề vừa rồi ha, thì các bạn sẽ có thể cầm một phiên X quang phổi mà các bạn có thể tự tin để chúng ta đánh giá được thêm nha. À, bây giờ trước khi hết thì các bạn có gì thắc mắc thêm nữa không ạ? Đây thì nãy một số các bạn thắc mắc mà trong lúc mình đang online đó thì mình không có giải thích được, lý do là để tránh ngắt cái thông tin thôi. Rồi các bạn có thắc mắc gì thêm không?